Trung chào các bạn, chúng mình là VNList, cảm ơn các bạn đã xem video này. Sau khi thăm Sala Uni thì chúng mình đã đến tham quan Sala Premium. Đây là campus thứ hai của trường Sala ở Cebu. Một cách khách quan thì Sala Premium sở hữu hệ thống cơ sở vật chất tốt hơn so với Sala Uni. Campus này tọa lạc ngay trung tâm Cebu. Xung quanh đấy thì có rất là nhiều hàng quán, tiệm trà sữa, quán cà phê, nhà hàng, tha hồ cho các bạn lựa chọn. Vừa bước vào sảnh tầng trệt của campus là thấy ngay một cái quầy bán đồ ăn vặt, thức uống. Thì các bạn nếu mà có cần gì thì có thể tới đây mua nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên tầng trên. Đây là khu vực mà nhà trường sử dụng để bày biện thức ăn phục vụ các bữa sáng, trưa và tối cho học viên. Cũng như Sala Uni thì Sala Premium ăn uống theo hình thức tự chọn, bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Sau khi lấy thức ăn thì các bạn sẽ vào đây. Đây là khu nhà ăn và cũng có thể là khu vực nghỉ ngơi giữa giờ cho các bạn ở đó. Kế bên thì chúng ta có thư viện, là nơi mà các bạn học viên tự học. Không gian khá là thoáng mát và yên tĩnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào khu học tập nhé. Khác với Sala Uni, các bạn có thể thấy khu học tập của Sala Premium được thiết kế theo hình thức phân ô, không tách biệt bằng vách ngăn. Nhiều bạn sẽ không thích mô hình này vì nó có vẻ sẽ có nhiều âm thanh gây nhiễu trong quá trình học, nhưng lại có những bạn cảm thấy điều này khá là hay bởi vì các bạn sẽ làm quen với môi trường giao tiếp thực tế, vốn không phải lúc nào cũng yên ắng cho bạn trò chuyện. Nói về thế mạnh của Sala Premium thì các bạn sẽ thấy 3 điểm sau. Thứ nhất, trường có phong cách học tập thoải mái, phù hợp với các bạn không muốn quá nhiều áp lực, người đi làm đã lâu không tiếp xúc với môi trường học thuật, người lớn tuổi, gia đình và trẻ em. Thứ hai, Sala Premium khá phù hợp với các bạn có trình độ đầu vào từ sơ cấp đến tiền trung cấp, tham gia các khóa học nền tảng trong giao tiếp hoặc là IELTS, TOEIC trước khi chuyển sang Sala Uni, giúp các bạn củng cố kiến thức căn bản, đồng thời làm quen với cường độ học tập trong vòng từ 4 đến 8 tuần. Thứ ba, tiện ích cơ sở vật chất như khách sạn, vị trí trung tâm đắc địa, đi đâu cũng tiện lợi. Xung quanh đây là một khu vực cực kỳ sầm uất, bước vài bước là có rất là nhiều điểm giải trí, ăn uống không hề nhàm chán nha. Ngoài khu vực học tập cho người lớn, thì Sala Premium còn có một khu vực gọi là Junior Center, dành cho các em nhỏ đang theo học trường quốc tế ở Philippines. Các bạn nhỏ này sẽ được trường đưa đi đón về và có giáo viên Philippines theo sát, kèm cặp các môn học trên trường. Đa số các bạn này đều đến từ Hàn Quốc đó cả nhà. Còn đây là khu văn phòng, nơi tiếp học viên. Nếu mà bạn cần hỗ trợ thông tin, đổi lớp, đổi giáo viên thì có thể đến đây. Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp cho trường thì bạn cũng đừng ngần ngại điền thông tin, giúp trường có thể hoàn thiện và phục vụ các bạn chu đáo hơn. Nhà trường còn có rất là nhiều hoạt động thú vị sau giờ học, bạn nên đăng ký tham gia để có thêm nhiều trải nghiệm nhé. Và đây chúng ta đang ở sảnh hành lang khu ký túc xá. Ký túc xá của trường thì theo phong cách khách sạn nên mình đảm bảo là các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Phòng nào cũng rộng, trần cao, thoáng, tiện ích trong phòng đầy đủ và chất lượng thì không phải bàn. Mấy cái giường nệm ở đây siêu êm ái, rất là nâng đỡ cuộc sống bất ổn của chúng ta. Video về Sala Premium của chúng mình đến đây là hết rồi. Bạn cảm thấy như thế nào? Nếu đây là ngôi trường mà bạn đang tìm kiếm thì hãy liên hệ với Phoenix để được tư vấn thêm và nhận báo giá ưu đãi siêu hấp dẫn nha. Bye bye!